Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành rất nhiều tình cảm và sự yêu thương đối với thiếu nhi. Tháng năm này, khi cả dân tộc đều hướng về người với tất cả niềm thành kính và biết ơn sâu sắc, thì thiếu nhi Đà Nẵng cũng dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ về Bác Hồ, nguyện ra sức phấn đấu như lời Người từng căn dặn. Những ngày này tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5, từng dòng người nối tiếp nhau dâng hương, dâng hoa báo công lên Bác. Trong số đó có rất đông các em thiếu niên, nhi đồng, những mầm non tương lai của đất nước. Cùng với thiếu nhi cả nước, thời gian qua thiếu nhi Đà Nẵng luôn cố gắng phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hôm nay khi mà được đến viếng Bác, em cảm thấy rất là vui, rất là xúc động và em xin hứa là em sẽ học tập thật tốt để có thể trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Sau khi đến báo công dân Bác thì con cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì trong thời gian qua con đã nỗ lực học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Em xin hứa em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xây dựng đất nước Việt Nam, thì sẽ sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Không chỉ báo công lên Bác những thành tích nỗ lực của bản thân trong thời gian qua, dịp này thiếu nhi Đà Nẵng còn đến với bảo tàng để nghe những câu chuyện về Bác, tìm hiểu về cuộc đời, phong cách, tư tưởng của người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành rất nhiều tình cảm và sự yêu thương đối với thiếu nhi. Vì thế các thế hệ măng non luôn khắc ghi những lời dạy của Bác như kim chỉ nam để học tập, rèn luyện. Mỗi chúng ta là mỗi bông hoa thơm ngát giữa vùng đời, nên là chúng em sẽ luôn cố gắng phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của đất nước, để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và giàu đẹp hơn, như lời Bác Hồ đã từng căn dặn. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Tháng năm nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Tưởng nhớ công lao trời biển của người, thế hệ trẻ hôm nay trong đó có những mầm non tương lai, nguyện ra sức phấn đấu học tập để mai này xây dựng đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, theo di nguyện của người.